Chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 24 tây tháng 4 năm 2021. Ngọc đã tiêm cái liều đầu tiên của Pfizer rồi quý vị. Nó hơi ê một chút thôi nhưng mà nó ok, không có những cái gì nghiêm trọng xảy ra hết. Chồng Ngọc cũng đã tiêm cái liều thứ nhất rồi. Thì hiện giờ trong cái video này á, Ngọc muốn chia sẻ một số cái thông tin về vaccine. Một số tiểu bang hiện giờ người ta từ chối, đây là để trong Ngọc kép nha quý vị, từ chối một số cái lô hàng lớn. Alo, những cái kiện hàng vaccine lớn, vì sao họ làm cái điều này? Và Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị tại sao các nhà lập pháp họ muốn có cái tấm chắc lần thứ tư, và cái tấm chắc lần thứ tư này có thể là được gửi ra mỗi tháng đến khi nào cái đại dịch này kết thúc thì thôi. Và Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị những cái thông tin này theo thứ tự là vaccine trước rồi cái tấm chắc lần thứ tư sau nha quý vị. Ngọc hy vọng là quý vị sẽ like, share và đăng ký kênh ủng hộ Ngọc, và hãy cho Ngọc biết quý vị nghĩ gì về những cái vaccine cũng như là tấm chắc thứ tư này. Thì hiện giờ đối với cái tin về vaccine á, thì ngày hôm nay Ngọc thấy cái tin này nó rất là quan trọng. Vaccine của công ty Johnson & Johnson hiện giờ đã gỡ bỏ cái lệnh tạm ngưng rồi, cho nên là bây giờ người ta quay trở lại, người ta chích bình thường. Nhưng mà không phải là cái tiểu bang nào họ cũng chích hết quý vị nha. Một số tiểu bang họ không có đồng ý tiêm chích cái vaccine Johnson & Johnson bởi vì nó có những cái nguy cơ đó. Nhưng mà CDC thì hiện giờ họ cho phép là tiêm Johnson & Johnson lại rồi, sau 11 ngày họ ngưng, họ điều tra thì bây giờ họ cho phép rồi. Nhưng mà về tiểu bang á, thì họ có cái quyền, và một số tiểu bang họ không có chịu cái điều này và họ vẫn tạm ngưng Johnson & Johnson. Thì đối với Johnson & Johnson á, thì trong 11 ngày qua đó, thì họ có cái thông tin này quý vị, tổng cộng là khoảng gần 8 triệu người chích Johnson & Johnson, trong đó có 15 người có cái triệu chứng là máu đông, tác dụng phụ đó. Và trong 15 người này thì có 3 người đã tử vong. Thì đó là cái thông tin của Johnson & Johnson. Pfizer, Moderna thì người ta có những cái thông tin cập nhật, nhưng mà Ngọc cũng không muốn cập nhật sâu về những cái công ty riêng rẽ như vậy. Nhưng mà tình hình chung là như thế này quý vị. Quý vị nghĩ sao về cái bài báo này? USA Today họ nói rằng là bây giờ, hiện tại bây giờ là trên 40% dân số Mỹ đã chích vaccine ít nhất là một liều. Những ai mà gọi là đã chích rồi, hoặc là những ai đã đăng ký chích, hoặc là những ai đã chích một liều rồi, thì họ đã làm cái điều này rồi và họ tự giác làm quý vị. Nhưng mà cái chặng đường còn lại có thể là khó khăn hơn. Bởi vì sao? Bởi vì những cái phần trăm còn lại có thể là họ đang lo lắng, họ đang do dự, họ chưa có muốn chích, họ không muốn chích vì những cái lý do nào đó, hoặc là vì sức khỏe của họ không cho phép, và họ thà là không chích vaccine còn hơn chích rồi mà có những cái nguy cơ có thể xảy ra đối với họ, họ không có muốn làm điều này. Thì quý vị là người tự phải đưa ra cái quyết định, tại vì nhiều khi mình cũng sợ, nhưng mà quý vị hỏi thử bác sĩ của mình, coi thử cái bệnh lý của mình, bệnh nền của mình như vậy thì có nên chích hay không quý vị nha. Thì mỗi một người chúng ta, Ngọc nghĩ rằng có một cái trách nhiệm để mình có được cái miễn nhiễm cộng đồng trên toàn nước Mỹ. Và ngày hôm nay Ngọc đọc được một cái comment của một bạn á, Ngọc cảm thấy rằng là bạn đã khơi dậy một cái gì đó. Bạn nói rằng là cảm ơn chị đã đóng góp một cái phần trách nhiệm. Đi chích vaccine là chích cho mình, nhưng mà bạn nói cái câu này Ngọc cảm thấy là rất là vui, và Ngọc cũng muốn chia sẻ cái thông tin này, cái lời này cái bạn này nói cho quý vị. Chích vaccine á, là một cái gọi là cái quyết định của cá nhân, nhưng mà nếu như quý vị quyết định chích vaccine á, là quý vị góp một phần nhỏ vào cái việc là quý vị, nước Mỹ chúng ta sẽ có được cái miễn nhiễm cộng đồng. Có được cái miễn nhiễm cộng đồng nó rất là quan trọng trong cái cuộc mà mình chống lại cái con COVID-19 này quý vị. Chúng ta có thể đi làm trở lại, chúng ta có thể làm chủ cái kinh tế gia đình của mình. Nhiều khi nhiều người muốn đi làm trở lại nhưng mà cái công việc nó không có, thì nếu như mà mọi người đi ra đường, đi mua sắm, đi ăn uống và chi tiêu trở lại, thì có thể rằng là
business họ sẽ hire nhiều hơn. Hiện giờ Ngọc thấy cái business á, họ tuyển dụng nhiều lắm, đặc biệt là nhà hàng, tại vì bây giờ họ mở ra rồi, mùa này nó khí hậu nó mát mẻ, bắt đầu là người người ta đi ra đường, người ta ăn uống này nọ vui chơi, thì bắt đầu người ta cũng có cái business họ làm và có cái chi phí như vậy thì họ thuê mướn người nhiều hơn. Thì hy vọng là quý vị sẽ có những cái điều như ý nha quý vị. Thì Ngọc thấy ở đây á, người ta cũng nói rằng là Louisiana, thì bây giờ họ không có hỏi chính phủ, họ không có yêu cầu chính phủ gửi cho họ những cái full allotment của vaccine nữa. Mississippi á, thì họ có yêu cầu, nhưng mà họ yêu cầu bên chính phủ họ gửi ra theo cái lô nhỏ lại, đừng có gửi lô lớn nữa, tại vì nhiều khi á, mở ra một cái lô lớn như vậy mà không có người đến chích đó quý vị, thì nó lãng phí. Cho nên là gửi kiện nhỏ thì nhiều khi á, là mở ra như vậy thì có người người ta đến chích á, thì chích hết cái đó thì thôi. Nhưng mà nếu như mà không có chích hết kịp á, mà cái vaccine này nó hư rồi thì phải bỏ thôi. Tại vì quý vị biết là Pfizer, Moderna là phải trữ trữ đông lạnh. Cho nên là hiện giờ nó cũng có những cái sự thay đổi như vậy. Đối với những cái counties, những cái quận ở Kansas đó, thì 3 phần 4 những cái quận này hiện giờ họ turn down, họ từ chối những cái new shipment của vaccine at least once over the past month. Ít nhất là một lần một tháng vậy, họ turn down, họ không nhận vaccine nữa. Nhưng mà nhìn chung trên toàn nước Mỹ á, thì hiện giờ có 3 triệu người chích vaccine mỗi ngày. Đây là một cái tin mà cũng rất là vui, bởi vì đây là một cái con số đáng gọi là đáng được ghi nhận đối với vị. Thì Ngọc thấy rằng đó là những cái thông tin vaccine mà Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị. Đối với cái tấm chắc lần thứ tư đó, thì hôm bữa trước là Ngọc đã chia sẻ cho quý vị là có hơn 50 mấy nhà lập pháp. Dường như họ là đảng Dân Chủ hết và họ muốn cho người dân mỗi tháng như vậy là cái con số tiền có thể là 1.400, 1.200, 2.000 gì đó. Nhưng mà cái điều kiện có thể là nó gọi là thu hẹp lại, những ai mà cần sự ủng hộ, cần sự hỗ trợ của chính phủ thì họ cho. Thì bây giờ quý vị biết là cái mùa Covid này á, năm 2020 thì Tổng thống Trump ký hai cái tấm chắc, một tấm chắc là 600, một cái tấm chắc là 1.200. Rồi qua năm 2021 thì Tổng thống Biden ký cái tấm chắc là 1.400. Như vậy tổng cộng ba tấm chắc này quý vị được 3.200 tiền Covid đúng không? Cái tiền stimulus check hoặc là EAPP mình gọi gọi nôm na, Ngọc nghe mọi người gọi là tiền Covid đó quý vị. Thì bây giờ người ta nói như thế này, 3.200 nhiều người đã nhận rồi và họ cũng tiêu hết rồi. Và 40% dân Mỹ đang rơi vào cái tình trạng là túng quẫn. Người ta dùng cái từ tiếng Anh là financial distress. Do cái gì quý vị? Do họ mất jobs, do họ không có tiền họ trả tiền nhà, do họ không có tiền để đi chợ mua thức ăn, do họ không có tiền để chi trả những cái chi phí cần thiết. Ví dụ như bill bọng, bảo hiểm xe cộ này nọ, cứ mỗi tháng là cái bill nó dài lắm quý vị, cái danh sách nó nhiều lắm. Cho nên là ở Mỹ là chúng ta hiểu được cái nỗi khổ nợ đúng không quý vị? Nợ nhiều, nợ này, nợ nọ thì cuối tháng mình phải trả. Đó, đó là ví dụ như là trong 10 người thì có 4 người rơi vào cái tình trạng này. Đây là một trong những cái lý do. Lý do tiếp theo nữa là hiện giờ 60% dân Mỹ họ cho rằng khi mà họ nhận cái tấm chắc 1.400 rồi, cái tấm chắc này chỉ đủ cho gia đình họ chi trả những cái khoản rất là cần thiết trong vòng 1 đến 3 tháng thôi. Ví dụ gia đình anh chị nhận được 5.600 thì 5.600 này đủ để chi trả tối đa là 3 tháng thôi. Cho nên từ cái tháng 3 đến bây giờ, đến khi nào mà có cái tấm chắc lần thứ tư nữa thì mọi người cũng có thể là họ đi làm lại, hoặc nếu như mà họ thực sự không có đi làm lại hoặc là không có cái job gì để họ họ kiếm được việc làm á, thì họ sẽ rơi vào cái tình trạng túng quẫn dài, lâu dài luôn, long term financial distress là nó đau lòng đúng không vậy? Tiền forbearance mà nó hết hạn nữa đó là nhiều nhà có thể là bị kéo nhà. Nhưng mà theo cái
những cái đề xuất gần đây thì Ngọc nghĩ cái tình trạng mà nhà băng kéo nhà nó hơi bị khó, chắc là ít người sẽ ít ít chuyện này ít cái cơ hội, cái xác suất phần trăm ít xảy ra lắm. Quý vị nghĩ như thế nào? Tại vì bây giờ giá nhà nó lên cao lắm, nếu như mà nợ nhiều như vậy thì bán cái nhà trả nợ nhà băng đó, chứ chứ cũng không có đến nỗi mà bị nhà băng kéo nhà. Kéo nhà nhiều khi nó ảnh hưởng đến điểm credit của mình, nhưng mà khổ nổi á, bây giờ bán nhà rồi ở đâu, đúng không quý vị? Bán nhà rồi đi thuê hay là làm cái gì thì cũng phải có tiền thôi đó. Bây giờ không có tiền thì làm sao mà thuê nhà được đó, dọn về ở chung với bà con 4 5 gia đình ở chung một cái nhà hay sao đó. Thì thực sự đây là một trong những cái lý do họ đưa ra. Một cái điều nữa, bây giờ họ nói rằng á là cái tình trạng gọi là cái tình hình công việc ở Mỹ á, thì hiện giờ là nó có nhiều đó, nhưng mà không đủ, thị trường lao động nó chưa có đủ cái nguồn cầu nguồn cung, tức là bây giờ job nó vẫn còn ít quá, nhiều người muốn đi làm lại nhưng mà hoặc là người ta không tìm được cái việc làm thích hợp với cái khả năng so với cái công việc của họ trước dịch bệnh, hoặc là họ không có tìm ra công việc gì luôn đó. Cho nên là hiện giờ đó cái tình hình này á, là nó cũng có chứ không phải là không có đâu quý vị. Nhiều người muốn đi làm lại nhưng mà không có job. Còn nếu như quý vị nói rằng là bây giờ tại cái tiền trợ cấp thất nghiệp vẫn cho và cho thêm mỗi tuần như vậy 300 tiền liên bang, cho nên là ai hơi đâu mà người ta đi làm lại, người ta cứ ở nhà người ta lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp. Nhưng mà Ngọc nghĩ rằng á, tiền trợ cấp thất nghiệp hiện giờ người ta xét hơi khó nha quý vị. Người ta xét và người ta yêu cầu, người ta chứng minh này nọ, xác minh danh tính rồi tùm lum hết. Nhiều người á là khai báo, những cái lần trước khai báo thì được tiền, bây giờ bị pending hồ sơ, nó giải quyết rất là chậm, người ta giải quyết rất là chậm, khó để mà ăn tiền trợ cấp thất nghiệp của chính phủ. Cho nên là nhiều người chọn cái giải pháp là đi làm trở lại để tự chủ về kinh tế của mình. Và ở đây á, Ngọc thấy rằng á là những cái nhà lập pháp ở đây người ta nói rằng là bây giờ có rất là nhiều người họ ủng hộ cái điều này, và khoảng trên gọi là trên 54 người ủng hộ rồi. Dạo gần đây thì Ngọc thấy những cái tiêu đề, những cái bài báo họ đề cập về cái tấm chắc lần thứ tư nhiều lắm, nhưng mà Ngọc cũng chưa thấy thật sự là một cái bill được hẳn hoi, được đề xuất, được đưa lên. Họ chỉ gửi thư cho chính quyền Biden Harris, quý vị, họ gửi cho tổng thống Biden rồi, nhưng mà tổng thống Biden thì hiện giờ ổng chưa có lên tiếng. Ổng nói là cần có cái tấm chắc lần thứ tư để đưa vào cái gói cơ sở hạ tầng hay là như thế nào, thì Ngọc sẽ cập nhật thông tin cho quý vị. Hy vọng là quý vị sẽ like, share và đăng ký kênh ủng hộ nha quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Bye bye nào.